An Lạc Tập dẫn chứng kinh Quán Phật Tam Muội nói: Phật khuyên Phụ Dương thực hành niệm Phật Tam Muội. Quý vị thấy sự thù thắng của pháp môn này. Phật Thích Ca Mâu Ni đã giới thiệu cho thân phụ của Ngài. Nếu không phải là pháp môn tối ưu thì làm sao Ngài lại giới thiệu cho phụ thân mình, khuyên thân phụ mình tu niệm Phật Tam Muội? Phụ Dương bạch Phật: Quả Đức Phật Địa chân như thật tướng, đệ nhất nghĩa không. Tại sao không bảo đệ tử làm theo? Đây là những lời Phật thường nói trong Kinh Đại Thừa. Như Lai quả địa chân như thật tướng. Chân như thật tướng là chỉ tự tánh, pháp tánh. Đệ nhất nghĩa không. Theo cách nói của Tịnh Tông là thường tịch quan tịnh độ, là tự tánh. Tại sao lại có tên đệ nhất nghĩa không? Tự tánh vắng lặng trong suốt. Bản thân nó không có hiện tượng. Nó không có hiện tượng vật chất, không có hiện tượng tinh thần, ngay hiện tượng tự nhiên cũng không. Nó tồn tại, không lúc nào không tồn tại, không nơi nào không tồn tại. Bởi vì nó không có hình tướng nên ta có thể hình dung nó bằng chữ không. Không ở đây không thể nói là không có gì, nó vẫn có. Nó có, nhưng mắt tai mũi lưỡi thân ý của ta không thể tiếp xúc được. Như Kinh Phật nói, tất cả không thể duyên được. Nó tồn tại, thực sự tồn tại. Không phải không có. Giống như chúng ta xem truyền hình, ta nhìn màn ảnh của truyền hình. Khi ta mở một kênh nào đó, thấy những cảnh trên màn hình, khi không có màn hình thì màn hình đó ví như đệ nhất nghĩa không. Bây giờ chúng ta chỉ thấy những hình ảnh chuyển động trong đó. Màn hình đâu có chuyển động. Màn hình không sinh không diệt. Màn hình chính là đệ nhất nghĩa không. Màn hình là thượng tịch quan tịnh độ. Đệ nhất nghĩa không, không phương hại. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, không ảnh hưởng lẫn nhau. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm cũng không phương hại đến đệ nhất nghĩa không. Thật ra đệ nhất nghĩa không từ xưa đến nay chưa bao giờ ô nhiễm, chưa bao giờ bị ô nhiễm, cũng không bao giờ bị phương hại. Vì đó là tự tánh. Nhà khoa học, chúng ta nghe những kết luận của nhà khoa học. Trong vũ trụ hồng quang, nếu ta dùng máy móc tinh vi nhất để quan sát, đo đạc, cũng chỉ quan sát độ 10% vũ trụ, còn lại 90% không thể thấy được. Đến đâu? Đến đệ nhất nghĩa không. Bởi thế nhà khoa học không thể nhìn thấy, nghĩa là trở về với tự tánh. Vấn đề này Kinh Đại Thừa nói rất cụ thể.
họ không biết kinh Phật nói rất rõ ràng, nên quay về tự tánh. Giống như những nghĩa lý cao siêu nhất trong Đại Thừa, vì sao không đem dạy cho một số người? Đây là câu hỏi vua Tịnh Phạn đặt ra cho Phật. Phật trả lời: quả đức của chư Phật có cảnh giới vô cùng thâm diệu, thần thông giải thoát, không phải là cảnh giới người phàm phu có thể đến được. Trong số những đệ tử, đặc biệt là những đệ tử thanh văn, Phật không bao giờ dạy cho họ chân như thật tướng, đệ nhất nghĩa không. Những lời này không nói cho tiểu thừa, nói cho ai? Những Bồ Tát Đại Thừa, vì họ hiểu. Cả đời dạy học của mình, Phật đã chỉ cho chúng ta thấy rất rõ. Ngài tùy người để cho lời dạy. Sau khi đại triệt đại ngộ, Ngài giáo hóa cho 5 tỳ kheo ở Dường Nai. Đây là bước đầu tiên xây dựng Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Ngài đã dạy cho 5 vị tỳ kheo Tứ A Hàm, giảng kinh A Hàm, mất 12 năm, tương đương cấp tiểu học của Phật giáo. 12 năm. Sau 12 năm, khi đã có cơ sở rồi, tiếp tục học tiếp lên nữa, giảng Phương Đẳng. Phương Đẳng là Đại Thừa, mất 8 năm, tương đương cấp trung học. Cả giai đoạn này tổng cộng học hết 20 năm. Học 20 năm cơ sở xong mới học tiếp lên đại học. Khi lên đại học được nghe giảng Bát Nhã, đệ nhất nghĩa thông, chân như thật tướng. Đây là giai đoạn quan trọng nhất trong nền giáo dục Phật giáo. Tổng cộng mất 22 năm, trải 49 năm giảng kinh dạy học. Phật Thích Ca Mâu Ni đã mất 22 năm để giảng Bát Nhã, chiếm gần một nửa thời gian. Bởi vì đây là khóa học rất quan trọng của Phật giáo, nhưng trước đó có 20 năm học cơ bản. Nếu không có nền tảng 20 năm đó thì làm sao tiếp thu được những kiến thức sau này? Ngài đã từng bước nâng cao. Tám năm cuối cùng mới giảng Pháp Hoa, tương đương viện nghiên cứu. Cảnh giới trong Pháp Hoa hoàn toàn tương đồng với cảnh giới Hoa Nghiêm. Đó là quay về tự tánh. Những gì ngày nay chúng ta có, tất cả đều do Thế Tôn thị hiện. Vì vậy khi học tập, chúng ta nên dựa vào thứ tự như trên để thực hiện, không dựa theo những gì có sẵn để học. Tiểu thừa không cần, giống như nói không cần giai đoạn 12 năm trước đó, tôi bắt đầu học Phương Đẳng thôi, thì bạn làm sao thành công? Không học tiểu học mà chỉ học trung học, liệu có thể được không? Thậm chí không học tiểu học, không học trung học, nhảy thẳng vào đại học. Thậm chí tôi làm nghiên cứu sinh, làm gì có chuyện đó? Họa có thần đồng, mà thần đồng lâu mới xuất hiện. Trong số 3 vị thầy của tôi, lúc tôi đang thanh niên, đã cảnh cáo tôi không bao giờ được học Huệ Năng. Họ bảo Huệ Năng là thần đồng. Trước Huệ Năng không có một Huệ Năng khác, sau Huệ Năng cũng không có Huệ Năng thứ hai. Bạn làm gì có trình độ học theo ngài? Đó là gì? Nghiên cứu sở. Đó là thần đồng, không phải người thường.
Chúng ta là những người bình thường, dứt khoát phải học từ tiểu học, trung học, rồi đến đại học. Có như thế ta mới học được. Đây là những lời dạy chân thật của người thầy. Thầy Phương Đông Mỹ bắt đầu dạy tôi từ Bách Pháp Minh Môn Luận, vì tôi học triết học. Hai tông tánh và tướng là triết học của Phật giáo. Đây chính là những lời lúc bấy giờ thầy nói với tôi. Khi tuổi đã lớn, thầy không nói thế nữa. Thầy biết rằng tất cả giáo pháp của Phật đều là một môn triết học cao cấp. Càng đi sâu, chúng ta càng cảm nhận rõ, càng am hiểu hơn. Đại sư Chương Gia bảo tôi nên học từ truyện ký Phật Thích Ca Mâu Ni. Đầu tiên là phải làm quen với lịch sử Đức Phật, bắt chước cách thức Phật Thích Ca Mâu Ni để học, không được đi đường tắt. Ở cùng với thầy Lý 10 năm, thầy đã truyền đạt cho tôi phương pháp giảng kinh dạy học. Tôi học tổng cộng 13 năm, tương đương giai đoạn 12 năm Thế Tôn giảng kinh A Hàm. Tôi học 13 năm, nền móng đã tương đối vững chắc. Người học bây giờ không chú trọng cơ sở, nhảy nhót nghiên cứu những tập kinh luận lớn, khó đấy, rất khó. Học gì đi nữa cũng không thể thâm nhập cảnh giới, chỉ bằng chuyên cần niệm Phật. Nếu chuyên cần niệm Phật mà chứng được niệm Phật tam muội, đến mức nhất tâm bất loạn thì đã thành công. Thực sự thành công rồi,